Linh chào tất cả các bác, chúng ta đã quay trở lại với video của xưởng tượng gỗ các bác nha. Dạ vâng ạ, hôm nay thì do là mạng với cả máy của em mãi mới livestream được, và ngoài ra thì em còn có khách ở cửa hàng nữa, nên là bây giờ thì em mới tiếp tục lên sóng để giới thiệu đến tất cả các bác được ạ. Các bác chúng ta mới vào xem thì chúng ta hãy comment lên đây cho em nhé. Rồi ạ, em chào bốn bác đang xem ạ. Các bác chúng ta đang xem thì chúng ta có thể comment lên đây tương tác với em một chút được không ạ? Chiều ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác một vài các cái tác phẩm tiêu biểu, và hẹn các bác là tối ngày hôm nay sẽ đấu giá, hoặc là bác nào mà ngày hôm nay chúng ta muốn em sale chiên tác phẩm gì thì cũng comment lên đây cho em nhé. Em chào chín ba đang xem ạ. Không biết là hôm nay thì các bác muốn em quay tác phẩm gì ạ, thì các bác comment lên đây cho em nha. Không đọc được comment. Em chào tám bác đang xem ạ. Không biết là các bác thấy đường trên mạng có ổn không ạ, thì comment lên đây cho em ạ. Chứ là không đọc được bình luận. Các bác muốn em quay. Rồi ạ, chiều ngày hôm nay thì em Linh sẽ lên sóng giới thiệu đến các bác rất là nhiều các cái tác phẩm tuyệt vời, và rất là mong là hôm nay thì các bác lại ủng hộ em tiếp tục các bác nhé. Rồi ạ, quá ổn ạ. Dạ vâng, em cảm ơn anh trai giá rẻ linh kiện ạ. Và chiều ngày hôm nay thì em sẽ quay giới thiệu đến các bác một vài các cái tác phẩm xung quanh cửa hàng. Và nếu như mà các bác chúng ta cần em tư vấn hoặc là quan tâm đến tác phẩm gì thì các bác có thể comment lên đây cho em nhé. Dạ vâng ạ, em chào tất cả các bác ạ. Và nếu như mà các bác nào mà chúng ta Các bác chúng ta muốn em đưa lên tác phẩm gì thì comment lên đây cho em ạ. Hiện tại thì em đang có mặt tại xưởng tượng gỗ ở 118 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. Có rất nhiều các cái tác phẩm tuyệt vời để em quay. Và hẹn các bác là tối nay thì sẽ lên sóng và đấu giá rất là nhiều các bác nhé. Rồi ạ, các bác ơi, hiện tại thì em đang ở 118 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai và Hà Nội. Bây giờ thì em sẽ quay xung quanh cửa hàng để giới thiệu đến tất cả các bác nha. Và nếu như các bác nào chúng ta đang quan tâm đến tác phẩm gì thì chúng ta cũng có thể kết bạn Facebook của em hoặc là Zalo 0346059999 để em có thể tư vấn cho các bác nhé. Em chào anh Phạm Thêm ạ. Ok, bây giờ thì em sẽ ghim số Zalo lên. Các bác chúng ta có thể nhắn tin qua Zalo hoặc là kết bạn với em để em tư vấn cho các bác nhé. Rồi ạ, ok. Ngay bây giờ thì em sẽ quay xung quanh cửa hàng để giới thiệu đến các bác một vài các cái tác phẩm tuyệt vời trong buổi chiều ngày hôm nay được không ạ? Đầu tiên ạ, thì các bác có thể nhìn thấy là đây ạ, phao di lặc này các bác này. Di lặc cửu tiểu này, chất liệu đó chính là gỗ tử đàn các bác nha. Một trong những cái tác phẩm rất là độc đáo mà ngày hôm nay em Linh đem lên. Đây ạ, phôi tử đàn các bác nhá, một phôi rất là to đẹp và liền khối luôn ạ. Và tác phẩm này thì đang có giá bán bên em là 35 triệu các bác nha. Gỗ tử đàn, diện di lặc này các bác này, rất là đẹp và hoan hỉ luôn ạ. Diện di lặc rất là đẹp và hoan hỉ luôn các bác ơi. Các cái chi tiết xung quanh này tất cả đều được đục móc canh bông ra hết luôn các bác nhá. Đây, đục móc canh bông ra hết luôn nha. Tiểu đồng này các bác này, mặt tiểu đồng này làm rất là kỹ luôn. Tiểu đồng nữ, tiểu đồng nam này. Đó, đây trên này cũng vậy này. Đục móc ra hết luôn, làm cực kỳ sắc nét. Đây nữa ạ, đó. Xung quanh đây cũng được chạm khắc rất là tuyệt vời. Đây là mẫu di lặc cửu tiểu các bác nhé. Đây một tiểu đồng này thì còn đang múa sư tử này. Các bác này múa lên sư tử này rất là đẹp luôn nha. Đó. Đây các bác này gậy như ý này, di sừng rất là đẹp luôn. Và tất cả mặt khánh này đục móc hết vào bên trong luôn các bác ạ.
Rồi ạ, bên này thì một tiểu đồng đang đánh trống này, đánh trống này, nghê này, một chú nghê này để có thể cầm theo một cái giải lụa này, di sơn rất là đẹp luôn. Rồi ạ, em chào các bác nhá, và các bác chúng ta đang xem mà cần em tư vấn về tác phẩm gì thì comment lên đây cho em được không ạ? Rồi ạ, ở phía bên này ạ, đó chính là tác phẩm Di Lặc Ngũ Phúc ngồi dưới gốc cây tùng được làm từ gỗ trắc đỏ đen. Phôi này thì rất là đẹp rồi các bác ạ, hàng nghệ nhân làm, các bác nhìn tùng thôi là các bác cũng biết là rất là khác bọt so với hàng ở ngoài thị trường đúng không ạ? Tùng ở trên này các bác này ngồi dưới tán tùng này, tùng làm rất là đẹp luôn các bác nhá, tùng này đục móc đục canh bông ra hết luôn ạ, rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời luôn này, đó chặt nổi lên trên này hoàn toàn làm móc canh bông ra hết luôn các bác nhá. Rồi dưới này ạ, diện này các bác này, diện Di Lặc này đó mà lúm này cười rất là tươi luôn, ngồi ung dung tự tại dưới gốc cây tùng, một tay thì giữ vào một bao tiền lớn, các cái tiểu đồng này làm rất là nét luôn các bác ạ, làm cực kỳ kỹ và sắc nét luôn. Ở phía bên này ạ, đó tiểu đồng nam này hay tiểu đồng nữ này đang múa, múa này rất là đẹp luôn này, các bác này đang gõ trống gõ chiêng rất là tuyệt vời, một tác phẩm gỗ trắc các bác nhá, gỗ trắc rất là đẹp luôn ạ, làm tứ diện luôn, và các bác thấy không ạ, khi mà kê lên đôn cao rất là tuyệt vời. Rồi ạ, bên này ạ thì em có tác phẩm quan công đứng chống đao được làm từ gỗ trắc đỏ đen đây ạ. Dáng gỗ form gỗ rất là to, hàng nghệ nhân làm cực kỳ đẹp luôn. Em quan sát ạ, điều đầu tiên là khi mà các bác mua những tác phẩm này, quan trọng đó chính là thần thái của tác phẩm đúng không ạ? Và các bác nhìn thần thái của tác phẩm này thì liệu đã đạt đạt so với yêu cầu chưa ạ? Đó thần thái của quan công đây các bác ơi, rất là tuyệt đúng không ạ? Dáng đứng này các bác này, dáng đứng chống đao này rất là dũng mãnh uy phong đúng không ạ? Đó và giáp này, tất cả các cái chi tiết làm đục tay hoàn toàn luôn các bác nhé. Các bác nhìn từng cái sợi râu cho em đi ạ. Từng cái sợi râu này, rồi giáp chữ Y này. Đó, các cái nét đục làm cực kỳ sắc nét luôn các bác ạ, và rất là cẩn thận và tỉ mỉ luôn nha. Đó, phần giáp ở dưới cũng thế này. Tuyệt lắm các bác ạ. Em cảm ơn anh Lợi Minh nha, em chào anh Lợi Minh nha. Đây ạ, ở phía bên này cũng vậy, là tất cả các cái chi tiết làm cực kỳ kỹ luôn ạ. Bác nào mà chúng ta đã ngắm nghía được form này rồi, các bác nhìn không ạ, em kê lên một cái đôn rất là đẹp luôn, kê tác phẩm này lên này rất là tuyệt vời này. Đó, bác nào mà ngắm nghía được tác phẩm này rồi thì nhắn tin cho em link để em link báo giá nha. Rồi ạ, ở phía bên này, phía bên này ạ, đó chính là tác phẩm mà Gia Đình Gà được làm từ gỗ trắc đỏ đen đây ạ, em đã kê lên đôn rồi. Tiếc là tài khoản của anh đang không đồng không đồng hay là nhiều số không à, anh Lợi Minh hay anh nói ngược đấy. Rồi ạ, Gia Đình Gà đây ạ, Gia Đình Gà rất là đẹp, được làm từ gỗ trắc đỏ đen các bác nhá, rất là tuyệt vời đây. Bức này thì hôm nay em đã kê lên đôn rồi, các bác nhìn đã thấy sáng và đẹp hơn nhiều chưa ạ? Em quay sát để các bác chúng ta cùng ngắm nét đục nhá. Gia Đình Gà này các bác này làm cực kỳ nét luôn các bác ạ. Đây là gà trống này, gà trống này đục này các bác này, các bác nhìn các cái mào này đó, hồng mao rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó và lông này các bác này, từng cái sợi lông này các thấy không ạ, làm rất là kỹ càng luôn. Đây cánh này, cánh đang tung cánh lên này, đuôi này làm bay chưa ạ, làm bay chưa các bác ơi. Đó đục móc hết vào bên trong, tất cả các chi tiết đục móc hết vào bên trong, một chân thì co lên chuẩn bị đi, còn một chân thì đang chạm xuống đất này. Đó từng cái da làm rất là nét. Bên này là hoa này các bác này, hoa cúc này, hoa cúc rất là tuyệt vời này. Ở đây này các bác này, năm chú gà con, năm chú gà con luôn các bác nhá. Rồi ạ, rất là tuyệt vời này. Bên này còn có nấm này. Rồi di sần đất đá tuyệt chưa các bác ơi. Rồi ngoài ra bên này là gà mái này, đục tỉa chặt rất là nét luôn. Đó, ở đây là không xoay được, chứ đằng sau là còn làm cực kỳ kỹ tất cả các chi tiết các bộ phận của chú gà nhá. Đó, Gia Đình Gà gỗ trắc các bác nhớ, tác phẩm này giá là 45 triệu cho tác phẩm này các bác nha. Ok, sang tiếp bên này. Quan công đây các bác ơi, nhiều bác cũng hỏi em quan công môn thì em có một tác phẩm đó chính là quan công tam long. Quan công tam long này còn có thêm một chiếc đao nữa các bác nhé, chất liệu đó chính là gỗ mun đuôi công, và đây là hàng liền khối luôn ạ, hàng liền khối để cho các bác chúng ta có thể lựa chọn đấy ạ. Và em nghĩ là những cái bức như này rất là dễ kê dễ để, nên là bác nào mà chúng ta đang tìm kiếm quan công mà chúng ta cũng thấy phong này ưng mắt, và đặc biệt là chơi mun đuôi công này thì vân rất là đẹp luôn, để em quay sát để giới thiệu đến các bác nhé. Đây ạ, vân này các bác này tuyệt vời lắm các bác ạ, vân gỗ đây. Đó, vì sao gọi là môn đuôi công ạ? Vì chất gỗ của nó vân nó đẹp như là bộ lông của đuôi công ấy ạ. Cao là 1 mét linh, cao là 1 mét cao 1 mét 6 ạ. Ngang là 54, sâu 28, và tác phẩm này đang có giá bán bên em là 25 triệu các bác nhá. Đó, vân rất là tuyệt vời luôn, lại có nhìn rồng cuộn này. Làm liền luôn đó các bác nhá, làm liền luôn đấy ạ, nên là tác phẩm này rất là đẹp.
Bác nào quan tâm thì nhắn tin cho em link nha. Các bác nhìn thấy không ạ? Vẩy rồng này. Đó, râu vẩy làm cực kỳ nét luôn, thần thái của chú rồng thì tuyệt vời chưa ạ? Đây ba rồng luôn các bác nha, ba rồng luôn đấy ạ. Giáp chữ Y này. Đó. Ở dưới này thấy hai chú rồng này các bác này. Đó. Rất là tuyệt vời. Bác nào quan tâm nhắn tin cho em nha. Phía bên này ạ. Phía bên này. Tác phẩm gia đình gà, chất liệu đó chính là gỗ mun sừng Khánh Hòa các bác ơi. Đẹp chưa ạ? Đen bóng rất là tuyệt vời. Hàng còn ôm đá nữa cơ ạ. Đó, một tác phẩm gia đình gà. Và bác nào mà ngày hôm nay chúng ta đang tìm kiếm những cái mẫu gia đình gà thì các bác chúng ta có thể tham khảo bức gỗ hương này, hay là bức gỗ chắc và bức mun sừng bên em các bác nhé. Có chất ba chất liệu gỗ để các bác chúng ta tham khảo này. Đó, các bác nhìn các cái nếp đục đi ạ. Cực kỳ kỹ và tỉ mỉ luôn các bác ơi. Các lối đục này, bên này còn đục thêm cả hoa mai này. Rồi còn hoa cúc này. Tuyệt vời chưa ạ? Gà trống thì rất là nét rồi. Các bác nhìn nét gà trống thì quá là tuyệt vời rồi. Bên này còn có khóm trúc này. Đó, tuyệt vời lắm các bác ạ. Tùng này, bên kia là còn có một nhánh tùng này. Tùng cúc. Trúc mai, tác phẩm gia đình gà 4 mùa đấy ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Bác nào quan tâm thì nhắn cho em nhá. Em chào anh Xuân Cúc nha. Rồi ạ, ở phía bên này em có một tác phẩm rất là tuyệt vời mà em muốn đưa lên giới thiệu đến các bác. Đây ạ, bức di lặc này các bác ơi. Di lặc ngũ tiểu đây ạ. Di lặc ngũ tiểu đứng bao tiền, chất liệu nu hương đây. Bức này thì chắc là tối nay em sẽ đưa vào bên trong kia để giới thiệu đến các bác cụ thể hơn nhé. Vì quay ngoài này ánh sáng nó hơi yếu nên là nó không tôn lên được cái màu của tác phẩm này các bác. Rất là đẹp luôn, tác phẩm này đúng rất là nét luôn. Di lặc này các bác, này đứng trên một bao tiền này. Di lặc dáng đứng rất là đẹp đúng không ạ? Uyển chuyển nhẹ nhàng, rất là tuyệt vời. Dáng thân hình thì mập mạp các bác ạ. Mập mạp, đó, béo tốt đúng không ạ? Đứng trên một cái bao tiền lớn này các bác này, toàn là nu thôi. Đó, toàn là nu thôi, rất là chất lượng luôn ạ. Di lặc ngũ tiểu các bác nhá. Đó, bác nào quan tâm thì nhắn tin cho em link nha. Ngoài ra bên này này, di lặc ngũ tiểu đứng bao tiền được làm từ chất liệu nu hương. Đó, và các bác có thể nhìn thấy là phôi gỗ rất là to luôn. Nên là bác nào mà chúng ta ưng những cái dáng tượng mà em quay á, thì chúng ta hãy chụp màn hình lại và nhắn tin cho em nhá. Đây là nu hương anh trai Phúc Minh ơi. Rất là đẹp luôn này các bác này, diện di lặc này. Cực kỳ hoan hỉ luôn. Tất cả các cái chi tiết, các cái nét đục làm rất là nét các bác nhá. Đây, cành đào hoa mai làm sum suê chữ quả chưa ạ? Rồi bên này là cái đèn lồng này, rồi nấm này, rồi tiểu đồng kéo này. Bao tiền nu này các bác ơi. Em chào anh Hồ Thiện Tuấn nha, rất là tuyệt vời đấy ạ. Một siêu phẩm mà ngày hôm nay em đem lên giới thiệu đến các bác và chắc là không thể bỏ lỡ rồi. Em chào anh Nguyễn Thanh Liêm nha. Nhiều chi tiết quả shop em cảm ơn anh Cay Trần rất là nhiều. Bên này cũng vậy ạ, di lặc cửu tiểu ngồi chung tiền, xách theo bao tiền được làm từ chất liệu đó chính là gỗ hương ta. Phôi gỗ rất là to luôn các bác nhá. Đây, một cái phôi gỗ rất là to như thế này thì không thể nào mà nhà bác nào hẹp để rồi, mà bác nào nhà chúng ta có không gian rộng một chút chúng ta bày tác phẩm này rất là tuyệt đấy ạ. Đây ạ, diện di lặc đây, rất là hoan hỉ đúng không ạ? Cười tươi, tít mắt vào, ánh mắt thì lúc nào cũng vui vẻ như này. Khi mà các bác chúng ta nhìn vào thì mọi ưu phiền đều có thể tan biến. Ngoài ra thì cụ di lặc này còn đem đến rất là nhiều tài lộc, hạnh phúc, may mắn cho gia chủ các bác nhé. Gia đình đông con đông cháu, đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ. Đó, và đây thì còn có thêm đi kèm theo là chính là ba chú lân nghê đang trầu vào viên ngọc rất là đẹp. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Là một tác phẩm đẹp như này thì không thể bỏ lỡ rồi các bác ạ. Nên là bác nào mà chúng ta chưa có thì chúng ta hãy nhanh tay sở hữu tác phẩm này các bác nhé. Trên này ạ, trên này thì đó chính là tác phẩm di lặc cửu tiểu. Di lặc cửu tiểu ngồi dưới gốc cây tùng và được làm từ chất liệu đó chính là gỗ nu hương. Và tác phẩm này cao đến 1m4, cả kỷ là cao 1m5 các bác nhá. Rất là to luôn ạ. Phôi gỗ bề ngang phải hơn 1m2 hay là 1m1 hay là 1m đi các bác ạ, rất là to. Đó, và tác phẩm này thì đang có giá bán bên em là 310 triệu các bác nha. Gỗ nu hương, các bác nhìn chất nu cho em này. Các bác nhìn chất nu này. Nó tuyệt vời làm sao các bác ạ. Hoan hỉ quá bao nhiêu ạ. Tác phẩm này giá là 310 triệu anh trai ạ. Đẹp thật sự, em cảm ơn anh Thái Huỳnh rất là nhiều. Đây ạ, các bác thấy chất nu không ạ? Đếm đi sang bên này cho các bác để các bác ngắm nu nhá. Trời ơi, nu đẹp chưa các bác ơi? Di lặc này, làm rất là hoan hỉ luôn các bác ạ. Đục rất là nét luôn, đục 9 tiểu đồng cơ mà các bác. Bức ngồi ấy, kích thước tỏ em Hưng Tà ấy. Đúng rồi anh Già Khánh ơi, bức này to lắm. Bức này rất là to luôn, cao 1m. Hôm trước là... Đây đợi em nhá, đợi em một chút anh Già Khánh nhá. Em có đo kích thước của bức bức đấy cho khách rồi. Đây. Đợi em để em vào lấy cái một cái điện thoại phụ.
Siêu phẩm Nu Hương ạ. À, dạ đúng rồi các bác ạ. Anh già Khánh ơi, bức Di Lặc ngồi đấy là cao 1 m, ngang 86 và sâu là 1 m 1 anh ạ. Kích thước khá là to đấy ạ và rất là nặng gỗ luôn ạ. Đó, bức này rất là to và đẹp luôn. Bác nào mà quan tâm thì chụp màn hình lại nhắn tin cho em nhé. Bức Nu Hương này ạ thì là cao 1 m 2, ngang 86 và sâu là 57. Đó. Còn tác phẩm này ạ, tác phẩm này thì là cao 75, ngang 60 và sâu là 43. Rất là tuyệt vời. Ở phía bên này thì em còn có một tác phẩm nữa. Nu Hương này nữa này. Cao 56, ngang 90 và sâu là 50 các bác ạ, dáng ngồi rất là tuyệt vời. Đó, Di Lặc Ngũ Phúc dáng ngồi rất là đẹp. Toàn bức to nhìn mê thật sự ạ. Ở ngoài này thì toàn là những cái siêu phẩm Nu Hương to mà em rất là tâm đắc và hôm nay em đem lên giới thiệu đến tất cả các bác đi ạ. Bình Mai bên cạnh kích thước sao ạ? Đợi em một chút em sẽ quay lại Bình Mai để cho anh Bình An nhá. Di Lặc Nu này các bác này. Đó, Di Lặc Ngũ Tiểu các bác nhá, đây là dáng ngồi. Bác nào mà thiết kế được cái chỗ kê ạ, chúng ta kê những cái bức ngồi đấy rất là đẹp luôn. Tại vì nó rất là nhiều cảnh chất nu này. Các bác nhìn chất nu cho em nhé. Rất là đẹp luôn ạ. Đó. Bức ngồi này em rất là ưng vì nó rất là uyển chuyển nhẹ nhàng và rất là đẹp, sinh động. Rồi ạ, chum nu này các bác này, chum nu hương này, hai cái chum này mới hoàn thiện này. Hai cái chum nu hương này em mới hoàn thiện đây. Chum phía bên này thì là chum này ạ thì là cao là 32 và đường kính là 43 các bác nhá. Vân nu rất là đẹp luôn này, vân nu xung quanh luôn. Còn chu bên này thì dáng nó là cái dáng giống như kiểu là một cái bình hồ lô cho rõ hơn. Cao 35, đường kính 40. Đó. Bác nào quan tâm thì nhắn tin cho em Linh nhá. Bên này thì là một cái bình chum nu ngọc am cũng khá là khủng đấy các bác ơi. Cao 26, đường kính 55. Đây là cái chum nu ngọc am to nhất của bên em luôn đấy ạ. Còn đúng một chum thôi. Bác nào quan tâm thì nhắn cho em nhá. Còn đang lên tuyết thì là các bác này, lên tuyết này. Lên tuyết này rất là thơm luôn. Rất là thơm luôn đấy ạ. Đạt ma đấy các bác ơi. Đạt ma hàng long chất liệu đó chính là nu ngọc am đây. Đạt ma hàng long cũng nu ngọc am đây ạ, rất là đẹp. Trời ơi đẹp quá, bức Di Lặc cửu tiểu dưới gốc tùng nhìn nu hóa thành đá rồi, nhìn giống đá hơn gỗ, tuyệt vời thật. Em cảm ơn anh Đặng Hải rất là nhiều. Tàn nu nhìn hoa cả mắt này. Rất là nhiều chum nu để các bác lựa chọn. Và ngoài ra thì em còn có rất là nhiều các tác phẩm nu độc đáo các bác nhá. Nên là các bác quan tâm đến mẫu nào thì chúng ta cũng có thể nhắn tin cho em Linh nha. Đây ạ, à, đạt ma hàng long được làm từ chất liệu nu ngọc am đây các bác ơi. Rất là tuyệt vời nhá. Dáng đất rất là bay luôn này các bác này. Lau đi cho hết thơm ạ. À. Lau đi thì vẫn thơm vì nó có tinh dầu rồi là rất là thơm và càng lau thì càng thơm, càng lên tuyết luôn các bác nhá. Đó, tuyệt vời lắm ạ. Rồng này các bác này làm rất là nét luôn, chất nu tuyệt vời chưa ạ? Phôi này em mới hoàn thiện ạ. À. Bác nào quan tâm thì tác phẩm này thì nhắn tin cho em nhá. Đó, bác nào quan tâm tác phẩm này thì nhắn tin cho em Linh nha. Rồi ạ, à, ở bên này em có tác phẩm rồng này các bác này. Nhất long được làm từ gỗ trắc đỏ đen các bác ạ, rất là đẹp luôn ạ, kèm kỷ cho các bác để các bác chúng ta có thể chơi luôn nhá. Đó, đây em quay sát để các bác chúng ta cùng nhìn diện rồng của nhà em làm này. Diện rồng đây các bác ơi, diện rồng nhà em làm đây ạ. Tuyệt vời chưa ạ? Dáng rất là bay luôn, làm rất là nét luôn các bác nhá. Phun ra lửa, vờn vào ngọc, cuộn vào sóng, tuyệt lắm các bác ạ. Đó, rất là tuyệt vời. Ở đây ạ, có một chú thiềm thừ này các bác này. Thiềm thừ chất liệu đó chính là gỗ mun đôi công đây ạ. Thiềm thừ ngồi trên một cái giỏ tiền vàng, rất là đẹp luôn ạ, liền khối. Cao 42, ngang 47, sâu 47 các bác nhá. Nặng tầm gần 40 cân hoặc là hơn đấy các bác ạ. Đó, nên là bác nào mà chúng ta đang tìm kiếm tác phẩm gì thì comment lên đây cho em nhé. Em cảm ơn anh Bình Khoa Nguyễn này. Sắp toàn về nu lại tốn tiền rồi ạ. Hẹn anh tình cờ tối nay nhé. Hoặc là anh xem ưng bức nào thì nhắn tin luôn cho em ạ. Các bác có thể nhắn tin qua Zalo của em 034605999 hoặc là Facebook Thùy Linh của em nhé. Nhìn thích mắt quá nhỉ, em cảm ơn anh Tuấn Hưng Nguyễn rất là nhiều. Rồi ạ, đây ạ, các bác nhìn thiềm thừ của em này, hàng đục tay các bác nhá, di sần nước da rất là đẹp luôn, các cái nếp mí cóc này, đặc biệt là mặt cóc làm rất là tinh khôn, đang ngậm theo đồng xu tiền vàng để chiêu tài lộc đây. Rồi ạ, bác nào quan tâm đến bức thiềm thừ mua đôi công này thì nhắn tin cho em báo giá và sale cho các bác nha. Rồi ạ, ở phía bên này ạ, có rất là nhiều hàng khủng mà em đem lên giới thiệu đến các bác nhá. Quay cho các bác tác phẩm đạt ma trước đi ạ. Đạt ma đây các bác ơi, đạt ma tam long đây. Và tác phẩm này thì đang có giá bán bên em là 300 triệu các bác nhá. Đạt ma tam long. Để em check kích thước luôn nha.
Nhìn thích mắt quá, em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Rồi ạ. Các bác ơi, các bác đợi em một chút nhá. Bây giờ thì em sẽ mở website lên để em đọc kích thước của tác phẩm Đạt Ma siêu VIP này cho các bác nha. Bức này rất là đẹp và cũng có rất là nhiều. Sáng nay thì cũng có một bác khách qua trực tiếp đây để ngắm và cũng khen khen vì tác phẩm này quá đẹp ạ. Đặc biệt lại còn là hàng hiếm ở trên thị trường nữa các bác ơi. Đó, cao hơn 2 mét các bác nha. Cho anh xem bức bát mã anh Minh Khoa, bức bát mã nào anh ơi? Đặt ma đây các bác nhá, đặt ma tam long đây, cao hơn 2 mét luôn các bác ạ. Và thân chính là liền đấy ạ. Còn các cái ria bên ngoài thì ghép một chút nha các bác nhá. Ghép ít thôi không đáng kể, so với một cái phôi gỗ chắc to như này thì ghép như thế là không đáng kể mấy đâu các bác ạ. Đó, để mà có thể sưu tầm được một cái phôi gỗ đặt ma to và đẹp như thì không có nhiều đâu, nên là em rất là mong là các bác chúng ta đang vào đây xem thì chúng ta hãy nhanh tay sở hữu nha. Nhanh tay sở hữu các bác ạ. Rồi ạ, ở bên này ạ. Đó chính là tác phẩm Bách Điểu Chầu Phụng đây, được làm từ chất liệu đó chính là gỗ hương ta. Một cái phôi gỗ rất là to luôn các bác ơi. Bác nào mà đang tìm kiếm những cái tác phẩm to để trưng bày trong nhà mình ạ, hoặc đây là những cái tác phẩm tiểu cảnh độc đáo rồi. Một năm ạ, chỉ có một bức duy nhất thôi, làm ra được một bức duy nhất thôi các bác ạ, vì làm rất là lâu công. Đó, nên là bác nào mà chúng ta đang tìm kiếm thì những tác phẩm độc đáo thì các bác chúng ta cũng có thể tham khảo tác phẩm này với em Linh nhá. Bức này thì còn có chim phượng hoàng ở phía trên này các bác này. Đây ạ, em quay cho các bác chúng ta cùng ngắm nhé. Đây ạ, chim phượng hoàng ở phía trên này các bác này. Tuyệt đẹp chưa ạ, chim phượng hoàng đây ạ. Tùng hạc này các bác này. Tùng hạc đây. Rồi ở đây là chim sẻ hoa mai đây ạ. Các bác thấy nét chưa ạ, chim sẻ hoa mai đây các bác ơi. Rất là nét luôn nhá. Đây ạ, bên này thì là chim chỉ khóm trúc này. Chim chỉ khóm trúc cùng với những chú chim sẻ đang gọi nhau này. Đó, ở dưới này thì là hoa lan chim chỉ này các bác này. Hoa lan chim chỉ này. Đục cánh bông dã man thật ạ, đục rất là nét luôn các bác ơi. Bên này thì có một điều đặc biệt là chim công và hoa cúc đây các bác ơi. Chim công và hoa cúc đây. Các bác nhìn cái bộ lông của đôi chim công đi. Tuyệt vời không ạ? Đó, đây. Đục cánh bông, đục móc vào trong hết luôn các bác ạ. Rất là tuyệt vời. Đó, bác nào quan tâm đến bộ bộ tượng này thì nhắn tin cho em Linh nhá. Rồi ạ, bên này ạ, tác phẩm Phật Bà Quan Âm đây ạ, được làm từ chất liệu gỗ hương ta. Đây là hàng đục tay luôn ạ. Hàng đục tay rất là đẹp luôn. Bác nào mà ngày hôm nay chúng ta chưa sở hữu được những cái bức này thì chúng ta hãy nhanh tay sở hữu đi. Vì những cái phôi này bây giờ không có nhiều đâu ạ. Phôi hương ta hàng đục tay, dáng Phật Bà Quan Âm ngự đài sen các bác nhá, rất là đẹp luôn ạ. Đó, diện đục lại, diện đục Phật Bà Quan Âm đây. Từ bi không ạ, đó, rất là đẹp. Vân này, các bác nhìn vân cho em nhá, vân hương ta đấy ạ. Vân hương ta và tác phẩm này liền khối các bác ạ, liền khối nó mới tuyệt vời chứ ạ. Ngự đài sen rất là tuyệt vời, hàng làm rất là tỉ mỉ. Rồi ạ, em chào 90 bác đang xem ạ, rất là tuyệt vời. Các bác chúng ta đang xem mà chúng ta đang quan tâm đến tác phẩm gì thì chúng ta comment lên đây cho em Linh nhá. Rồi ạ, bên này ạ, đó chính là tác phẩm Đạt Ma Hàng Long, được làm từ gỗ hương ta liền khối luôn ạ. So với một bức tượng hàng hương đá thì bức này ạ quá là đẹp luôn các bác ạ. Đó, mà giá thành thì rất là hợp lý để các bác chúng ta có thể sở hữu thôi. Các bác nhìn thần thái của cụ Đạt Ma cho em này. Đó, thần thái rất là tuyệt vời, vân này. Đó, vân này, phần tảo này. Ui các bác ơi, vân này. Quá dã man luôn ạ, quá dã man luôn các bác ơi. Rồng cuộn này, các bác ơi, rồng cuộn ngọc này. Ở phía trên này này, bay chưa ạ? Bay chưa các bác ơi, cuộn vào đục móc ra hết luôn ạ. Đó, rất là dã man luôn tác phẩm này. Bác nào mà có tâm đến tác phẩm này thì comment lên cho em nhé. À anh Lợi Minh ơi, tác phẩm Đạt Ma này giá là 18 triệu anh ạ. Cao là 1m3, cả kỷ các 1m4, ngang 60 và sâu 30. Kích thước lớn chưa ạ? Kích thước to, giá 18 triệu ạ. Rẻ hơn cả một phong hương đá hàng CNC các bác mua ở ngoài thị trường ạ. Nên là bác nào mà quan tâm mình nhắn tin cho em Linh bức này nhé. Rất là đẹp luôn ạ, vân tuyệt vời lắm ạ. Các bác tin em ạ, bức này em chỉ có một bức thôi, một bức duy nhất thôi. Đó, đây lại so với những cái hàng này thì là hàng hương đá này các bác này. Phá máy và đục lại bằng tay. Đó thì các bác có thể nhìn thấy đấy ạ. Nó cân kiện đúng không ạ, nó lợi gỗ hơn. Nhưng mà so với đây, các bác nhìn gỗ đi ạ, gỗ cũng rất là dày dặn luôn. Nét đục thì rất là tuyệt vời. Đó thì các bác chúng ta có thể nhắn tin cho em nhé. Tam dương các bác ơi, tam dương chất liệu nu hương này. Tam dương chất liệu nu hương các bác nhé, rất là đẹp này. Tác phẩm tam dương siêu to luôn ạ, siêu to luôn kèm kỷ này. Đó,
Bác nào quan tâm thì chụp lại cho em nhé. Hương ta liền giá hợp lý thế. Cảm ơn anh trai Thái Huỳnh rất là nhiều. Em tri ân đây các bác ơi. Em tri ân để chuẩn bị nghỉ Tết đây các bác ơi. Nên là các bác chúng ta quan tâm đến tác phẩm nào thì ủng hộ em nhé. Đây ạ, Di Lặc Đường Dưới Cây Tùng. Những cái bức tượng chưa bao giờ lên sóng vì quá to các bác ạ. Di Lặc Đường Dưới Gốc Cây Tùng gỗ hương hàng ôm đá. Bác nào chơi theo kiểu dáng thế gỗ thì chơi bức này quá tuyệt luôn. Hàng số 1 luôn ạ. Hàng độc nhất vô nhị luôn đấy ạ. Bên này ạ. Cá chép hóa rồng các bác ơi. Cá chép hóa rồng được làm từ chất liệu đó chính là gỗ trắc đỏ đen ạ. Phôi gỗ khủng luôn đấy các bác ơi. Cá chép vượt vũ môn này. Tuyệt vời chưa ạ. Ba chú cá thì đang cuộn vào một cái viên ngọc. Một chú cá thì đang hóa nửa vời là được nửa cái đầu rồng rồi. Còn một chú cá thì hóa thành rồng luôn rồi. Một tác phẩm rất là đẹp luôn. Phôi gỗ trắc to này các bác ơi. Dã man chưa ạ. Đó, bác nào quan tâm đến bức này thì nhắn tin cho em nhé để em tư vấn nha. Các bác nhìn rồng nhà em làm này. Rồng nhà em làm này các bác ơi. Rất là nét luôn nha. Dâu vậy này. Chặt nét căng luôn. Anh hỏi giá bức Phật gỗ hương à? Anh Lợi Minh ơi, một lát nữa em nhắn tin em gửi ảnh cho anh nhá. Tại vì đợi em một chút nhá. Một lát nữa em nhắn tin gửi ảnh cho anh nha. Tại vì pho đấy em không thấy mã nên là em chưa xem lại giá được. Ok ạ. Ở phía bên này ạ. Em có một bình tùng này các bác ơi. Bình tùng bonsai. Tối qua mới ngắm trên clip ạ. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh Trần cũng rất là nhiều. Tối nay hẹn các bác đấu giá ở trên xưởng tượng gỗ vào lúc 9 giờ tối các bác nhé. Đây ạ, bình tùng bonsai được làm từ chất liệu gỗ hương đây. Và gỗ nó già rồi, vân chun rất là đẹp. Và còn có bám một chút nu nữa cơ các bác ạ. Nên là rất là tuyệt. Bác nào mà chúng ta đang tìm kiếm những cái tác phẩm này thì chúng ta cũng có thể... đây ạ, các bác nhìn cây bonsai này, đẹp chưa ạ? Tùng làm tầng tầng lớp lớp luôn. Làm rất là nét luôn. Trên này còn có những cái chú hạc này, ba chú hạc này. Đó, tùng hạc đúng không ạ? Đây, em quay nghiêng các bác chúng ta cùng nhìn cái độ đục kênh bong và đục đẹp. Đây là dáng thác đổ các bác nhá, dáng thác đổ rất là tuyệt vời. Đó, bác nào quan tâm đến bức bình bonsai này comment cho em nhá. Có bức Di Lặc để bàn làm việc không ạ? Hàng nhỏ à anh? Hàng đây Di Lặc nhỏ thì em có mẫu này gỗ hương này. Hương Di Lặc tam tiểu gỗ hương đá này. Anh xem rồi anh một lát anh xem anh ngưng bức nào để anh chụp màn hình lại cho em nhé. Hoặc là đây ạ, đợi em một chút nha. Đây ạ, Di Lặc gỗ chắc đây. Hàng nhỏ đấy ạ, hàng nhỏ đấy ạ. Hoặc là đây ạ. Con này dáng ngồi anh nha. Dáng ngồi ạ. Đó, anh Tuấn Nguyễn nhá. Hình như là Di Lặc dáng ngồi nhỏ thì em còn mấy pho đấy thôi. Mấy pho đó thôi ạ. Ui, bức này hình như chưa lên sóng đấy các bác ơi. Có bác nào ưng mẫu này không ạ? Trời ơi, đẹp quá. Di Lặc vác đào ngồi bao tiền nu hương. Các bác nhìn quả nu ác liệt chưa ạ? Ngọc Duẩn. Có anh ơi, quan công một men em có nhá, đợi em một chút nha. Rồi ok anh Tuấn Nguyễn nhá, đợi em một chút nhá. Em đang live stream, một lát nữa kết thúc live stream em sẽ gửi ảnh cho anh trai nha. Ôi bức này, đây là hôm nay là gần 90 bác đang xem ở đây. Là có một cái gì đó đắt cách hơn là được ngắm bức này nha. Ngắm bức này nha, siêu phẩm này thì tối nay lên sóng được không ạ? Di Lặc vác cành đào đây các bác ơi. Các bác nhìn cành đào này, đục mềm mại chưa? Nét chưa ạ? Di Lặc này, vân chun này các bác ơi. Trống này. Tiểu đồng nữ này. Đáng yêu chưa các bác ơi? Đó, đang đánh chuẩn bị đánh trống này. Bao nu này, ôi. Dã man luôn các bác ơi, bao nu này. Tuyệt vời chưa ạ? Rồi ạ, tiểu đồng bên này này các này. Tiểu đồng nam nghịch ngợm, tóc chỏm rất là nghịch luôn nha. Đó, làm tứ diện luôn các bác nhé, và liền khối ạ. Đó, bức siêu phẩm đẹp như này, bao nhiêu bác chúng ta quan tâm thì chúng ta comment lên đây cho em và cho em xin nút like và nút chia sẻ được không ạ? Rồi ạ, ngoài ra trên này này. Đạt Ma ngồi thiền chất liệu gỗ tử đàn này các bác ơi. Phôi gỗ rất là đẹp. Quay qua giới thiệu đến các bác một vài các tác phẩm để hẹn các bác tối nay đấu giá nhá. Và bác nào mà chúng ta muốn em tư vấn về tác phẩm gì thì comment lên đây cho em được không ạ? Đó. Đạt Ma này các bác ơi. Trời ơi. Rất là đẹp và nét luôn ạ. Đạt Ma Hàng Long được làm từ chất liệu sụn hương.
sụn này mà, các bác này, vào đúng cái phần tà áo luôn, vào phần sóng ở dưới. Rất là đẹp, thần thái này. Thần thái thì dã man luôn các bác ạ, rất là nét luôn nhá. Đây tất cả các cái chi tiết làm này. Xương tay này, đó rất là gầy guộc đúng không ạ? Cũng đặt ba gầy guộc đúng không ạ? Chân đi chân trần này, đó. Rồi ạ, dâu. Đây các bác nhìn các cái vảy rồng này, làm rất là nét luôn nha. Rất là nét luôn, rồng ở trên này. Làm bay cực kỳ luôn ạ. Ôi, rất là nét. Nét luôn các bác nhá. Bác nào quan tâm đến những cái tác phẩm này thì chụp màn hình lại cho em Linh nha. Châu Nu Ngọc Am đây. Bức này thì như là hôm qua cũng có đưa lên sóng để quay giới thiệu đến các bác rồi đấy ạ. Bác nào quan tâm thì nhắn tin cho em nhé. Châu, chất liệu Nu Ngọc Am. Ôi bên này, tác phẩm Nhất Tâm Bái Phật này các bác này. Phần gỗ sụn rất là đẹp luôn. Vân chun rất là đẹp luôn này các bác ơi. Nhất Tâm Bái Phật nha, vân chun tuyệt vời luôn ạ. Đó, bác nào mà quan tâm đến những cái tác phẩm Nhất Tâm Bái Phật ạ thì nhắn tin cho em nhé. Bên em có rất là nhiều các cái tác phẩm Nhất Tâm Bái Phật, hàng làm rất là kỹ, nét để các bác chúng ta có thể tham khảo. Thợ đục khéo quá, chọn nu đầy bao tiền luôn. Em cảm ơn anh trai Thái Huỳnh rất là nhiều. Đây ạ, quan có 1 mét đây, ở trong này nó hơi tối một chút vì có mỗi mình em Linh thôi. Đây ạ, quan công 1 mét đây anh ơi. Quan công 1 mét kèm cả đao nữa ạ, cao. Phô này còn cao hơn 1 mét đấy ạ, phô này. Anh cứ thắc mắc là sao cô chủ cứ giấu mặt ý. Em cũng lên sóng một vài lần rồi đấy anh, chắc là anh Lợi Minh không để ý thôi ạ. Rồi ạ. Quan công cao hơn 1 mét đấy ạ, phông gỗ nó hơi to một chút nha, em không cắt đi mà bình thường là em để. Đây là gỗ hương đá anh Ngọc Duẩn ạ. Cao hơn 1 mét đấy ạ. Bình thường à, em đang bán là 12 triệu ạ. Ngày hôm nay em sale ở trong livestream giá chỉ có 9 triệu 6 thôi. Nếu như mà anh quan tâm thì nhắn tin qua cho em qua Zalo 034 605 9999 để em chụp ảnh kỹ hơn cho anh nhé. Kèm cả đao luôn ạ, đao chạm rộng chạm chạm khắc luôn ạ. Chạm rồng luôn đấy ạ. Phôi gỗ rất là to luôn, gỗ như em làm bản gỗ to hơn ngoài thị trường, làm to hơn về bề ngang và bề sâu luôn nha. Di Lặc đây các bác ơi, Di Lặc Nu Hương này. Trời ơi. Vân nu đẹp chưa các bác ơi? Liền khối các bác nhá. Liền khối luôn đấy ạ. Bức Di Lặc Nu Hương đục canh bông luôn ạ. Đó, bác nào quan tâm đến những cái mẫu tượng mà em quay thì chúng ta cũng có thể chụp màn hình lại và nhắn tin cho em nhá. Ở trên này thì em còn có một cái tác phẩm Nhất Long được làm từ chất liệu nu cẩm các bác ạ. Cẩm lai đã tuyệt vời rồi, đây còn nu cẩm nó mới dã man chưa ạ? Nu cẩm nó mới dã man, các bác nhìn nu này. Chơi bức này sướng luôn các bác ạ. Đó, chơi chơi một bức thôi nhưng mà chất lượng đúng không ạ? Mà đặc biệt là còn đây là còn theo cái dáng gỗ đấy các bác nhé, rất là chất luôn. Các bác nhìn rồng này. Hàng nghệ nhân làm này, đó, Nhất Long vơn vào, cuộn vào, nu cẩm các bác nha. Bên này ạ. Đạt ma sụn hương các bác ơi. Đạt ma sụn hương đây. Bức này thì như không biết là hôm qua có các bạn đã đưa lên để giới thiệu đến các bác chưa. Nhưng mà bức đạt ma này rất là đẹp luôn này các bác ơi. Sụn hương ạ, à, đây là gỗ sụn hương nha. Em quan sát để các bác chúng ta cùng ngắm này. Thần thái của đạt ma này tuyệt vời lắm ạ. À. Đó. Hàng nghệ nhân làm cực kỳ nét luôn ạ. À. Đăng hàng long này, cái dây xích đăng xích vào chú rồng này. Đó, và rồng cuộn vào một cái viên ngọc này. Đẹp chưa, đây phần lũa tự nhiên luôn, các bác có thể kết hợp ánh sáng để ánh sáng vào trong này nó sáng lên, hoặc là các bác đặt một cái lọ sông Trầm vào đấy khói tỏa ra cũng rất là đẹp. Đó, một tác phẩm rất là tuyệt vời đúng không ạ? Em quay tiếp cho các bác ở dưới này nhá. Dưới này thì có rất là nhiều các cái siêu phẩm tuyệt vời, ví dụ như là cây sưa này, cây sưa này. Cây sưa này thì như là cũng chưa được lên sóng ở trên livestream bao giờ vì nó hơi to và khó bê một chút, nên là em Linh sẽ quay trực tiếp tại đây để cho các bác chúng ta cùng ngắm nha. Một cây sưa đỏ và kết hợp cùng với cả ngà voi rất là đẹp. Và bác nào mà chúng ta đang xem đây ạ, chúng ta cùng ngắm với em Linh nha. Hàng chuẩn Âu đây các bác ơi. Nhưng cái lá làm từng chiếc lá một nó mới kỳ công chứ ạ. Và em nghĩ là bác nào mà thật sự là sành chơi thì chơi một bức này thôi, vì đây là hàng hiếm rồi các bác ạ. Hàng hiếm rồi. Các bác nhìn các cái lá đi.
Và khi đặc biệt là xưa này em còn để mộc nên mở ra nó còn có cái mùi thơm nhẹ nhẹ của chuẩn gỗ xưa luôn các bác ạ. Rất là tuyệt vời. Đó, chơi mộc luôn các bác ạ, gỗ nó già như thế này cơ mà. Các bác nhìn cái rễ cây làm mỏng tang luôn ạ, bám vào trong này. Bám vào những cái đá đất này. Đó, bên này thì có một cặp chim công này. Đẹp chưa các bác ơi? Ở trên này thì còn là ngà voi này, hoa bướm rồi ong này, kiến này kết hợp vào đây rất là tuyệt luôn ạ. Đó, một tác phẩm rất là độc đáo và em nghĩ là rất là nhiều bác là thích và thích chiêm ngưỡng những cái tác phẩm nó thật sự là đẳng cấp và nó độc đáo như thế này. Các bác nhìn lá đi, các bác nhìn lá cho em Linh đi ạ, nét chưa ạ? Để mộc hoàn toàn luôn các bác nhé. Đó, bác nào quan tâm đến những cái tác phẩm độc đáo như này thì có thể comment lên đây để em Linh tư vấn nha. Tác phẩm này đây các bác ơi, Phật đây ạ, Phật Phật tổ ngồi đài sen đấy các bác nha, Nhất Tâm Bài Phật đây. Đó, một cái dáng rất là độc đáo luôn. Hàng này thì hàng chun sụn hương rất là tuyệt vời. Một tác phẩm mà không ngờ là khi hoàn thiện ra vân chun nó lại đẹp như thế này. Đó, và hôm nay thì em sẽ quay qua cho các bác thôi vì hàng hàng tối nay thì mới lên rất là nhiều. Nên là tối nay hàng lên thì sẽ lên sóng đấu giá và chiều ngày mai thì em sẽ lại tiếp tục quay giới thiệu đến các bác nhé. Đó. Không biết là hôm nay là các bác chúng ta còn muốn em quay và tư vấn cho các bác tác phẩm gì nữa không ạ? Nếu như mà hôm nay thì nếu như mà các bác không quan tâm đến tác phẩm gì nữa thì em Linh xin phép là sẽ kết thúc livestream ở đây. Hẹn các bác là tối ngày hôm nay vào lúc 8 giờ ở trên trang fanpage xưởng tượng gỗ, à 9 giờ trên trang fanpage xưởng tượng gỗ các bác nhé. Em chào tất cả các bác ạ.